Mình bị rụng tóc hối đầu suốt 12 năm. Mình đã sống trong mặc cảm và tự ti, luôn dùng tóc dẻ hoặc đội mũ hoặc cạo trọc để che đậy. Mình quyết định chăm sóc tóc kỹ hơn và đi cấy tóc tự thân sau 2 năm tìm hiểu, và giờ mình đã thành công. Mình muốn chia sẻ hành trình cấy tóc tự thân cũng như cách chăm sóc tóc của bản thân để truyền cảm hứng cho nhiều người tự tin hơn. Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Cậu Bé Thoát Hói, kênh chia sẻ về hành trình cấy tóc tự thân chữa hói của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ update về cái tình trạng tóc cấy ở phiên 2, 3.000 mốt nang tóc của mình sau 15 ngày. Sau khi mà cấy tóc tự thân xong rồi á, thì mình đều chăm chút và skincare cho cái làn da của mình nó kỹ hơn. Mỗi buổi sáng mình đều có dùng kem dưỡng và kem chống nắng, và lâu lâu mình vẫn lên mụn nữa. Như các bạn thấy trong video này là mình có lên mụn á, cho nên là mỗi buổi sáng mình đều phải dùng cái kem chống mụn mà bác sĩ kê cho mình để mình chấm lên. Kem chống mụn này hay lắm á mọi người, khi mà mình chấm lên nó thì nó sẽ gom còi mụn và những cái mụn viêm mụn bọt nó sẽ không phát triển lên viêm lên nặng. Và đây là cái kết quả sau 15 ngày mà mình đã trải qua cái phiên 2 cấy tóc 3.000 mốt nang. Như vậy thì tổng là 5.000 mốt nang mình đã cấy 2 lần, lần 1 mà mình đã làm cách đây 1 năm rồi. Thì đây là một cái kết quả mà mình mong muốn từ ban đầu mà mình đi cấy tóc tự thân ấy, thì mình đã dự tính là sẽ phải làm tầm ít cũng phải 3.000 mấy, còn tốt ok thì mình cũng phải làm 4.000 mấy, 5.000 nang thì nó sẽ dày, nó cho mật độ ok hơn. Và đây là vùng lấy nang của mình sau 2 lần lấy tổng 5.000 mốt nang, thì cái lượng nang mình lấy khá là nhiều, tuy nhiên hiện tại thì nó cũng khá là ổn rồi, nó để là cái mật độ như thế này thì mình cảm thấy rất là tự tin cho cái vùng gãy của mình. Với lại ekip bác sĩ lấy cũng đều tay nữa cho nên ra cái kết quả khá là đều và đẹp. 15 ngày sau cấy thì cái vùng cấy tóc của mình nó hiện tại là nó vẫn chưa có triệu chứng ngứa gì hết. Tuy nhiên ở cái vùng mà lấy nang ở sau gáy á, thì bắt đầu ngứa từ vài hôm trước rồi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay nó ngứa nhiều hơn chút xíu vào cái ban đêm lúc mà mình ngủ á, còn ban ngày thì nó vẫn ngứa râm ran bình thường, lâu lâu thôi mình cảm nhận được hoặc là mình nhói lên ngứa ấy, thì mình cũng có sức chịu đựng được. Tuy nhiên thì ban đêm thì mình không có kiểm soát được cái lúc mà mình đi ngủ, nhiều khi mình gãi trong vô thức á, thì nó sẽ không có tốt cho cái vùng gáy của mình. Ví dụ như là nó sẽ chảy xước hoặc là nó sẽ làm lỡ, nó làm xấu cái vùng mà mình đã lấy nang. Cho nên là các bạn tuyệt đối là trong giai đoạn này là vùng cấy hay vùng lấy nang mình có ngứa cũng không được gãi. Và mình là Cậu Bé Thoát Hói, các bạn có thể follow kênh của mình để cập nhật những cái phần tiếp theo mình sẽ up lên chia sẻ về hành trình cấy tóc tự thân của mình.